được ra sân bay. Tám giờ hai mươi tám phút, tụi mình đang ngồi ở V2 Land ở ngoài sân bay để đợi Bella lên make up làm tóc. 9 giờ rưỡi là sẽ bắt đầu check in và 11 giờ rưỡi thì mình sẽ bay. Hello mọi người, bây giờ chúng tôi đang đi vào trong lounge. Đây là Chloe. Hai chị em check in gặp nhau vui quá. Buổi sáng là tôi là bả mất ngủ nhưng mà nhìn cũng rất là lộng lẫy nha mọi người. Dậy từ lúc 5 giờ sáng. Thao thức cho 3 4 giờ. Đi thôi. Hôm nay đoàn của mình có An Phương. Hello. Chị đỏ quá. Rực rỡ, sexy, cơ cuộc. Sexy. Đầu tiên mình đã đến khách sạn. Đúng là tối rồi. Bảy giờ hẹn em, bye bye. Thôi đi. Trên kha khu vực phòng ngủ chính nè, giường. Wow, cái đĩa có hoa nữa, dễ thương quá à. Welcome Trinil, cả lịch trình có cái mũ luôn nè mọi người ơi, dễ thương quá à. Nhà Pons quá là chu đáo luôn. Lounge thơm tho và sạch sẽ. Cái bồn tắm đứng nè. Tắm này là sẽ tới công chuyện với chị. Ở đây nó có một cái gương full body siêu to để mà mình có thể kiểu get ready vào buổi sáng. Thank you Bones. Và đó là room tour ở khách sạn Grand Hyatt nhân chuyến công tác lần này với Pong. Thank you. Bây giờ mình sẽ đi bộ ra xe để mà đi ăn tối. Breakfast. Trời ơi, không gian ăn sáng mà nhìn giống như là ăn tối lãng mạn vậy đó. Quả đi kha. Không, chẹt sọn pẹt kha. Hương vị vẫn như xưa nha. Bây giờ là 8 giờ 20, tụi tôi đã ăn sáng xong. Trời ơi, no xỉu luôn á. Cái mái tóc này luôn. Thì bây giờ tụi Trinh sẽ ăn cơm trưa. Cái này nhảy ra là mình phải ăn trước khi mát rồi. Nhưng mà sáng nay ăn sáng no quá. Thế là make up xong rồi thì bây giờ ăn để mà một lát có sức đi event. Tại vì bây giờ event là diễn ra tầm khoảng cỡ 4 mấy 5 giờ nhưng mà mãi tối mới xong lận. Thì lúc đó sẽ rất đói.
brothers, Jago, Beauty, and Hopi in Thailand. The bomb pass is purple. Bây giờ mình sẽ đi ăn sườn cây nha mọi người. Mình sẽ đi BTS đến Asok. Sau đó mình sẽ đổi qua đi MRT đến rạng cao là Rama 9 đó, Rama 9. Bây giờ mình muốn đi tới trạm Asok. Đang đợi ăn sườn cây mọi người ơi, nhưng mà ở đây không khí nó quá là nóng. Đó, nó bự quá. Mọi người, hôm nay là buổi sáng cuối cùng chúng tôi ở Bangkok. Kế hoạch là sẽ ăn sáng, sau đó thì sẽ đi shopping một tí rồi sẽ ra sân bay. 7 giờ mấy thì mới bay, nhưng mà tình hình là 3 giờ đã phải bắt đầu đi ra sân bay rồi, bởi vì xe rất là kẹt luôn. Có cái xôi ăn với lại là thịt heo nướng đó, với lại là một ít cơm chiên. Đặc biệt hôm nay thì Trinh có lấy thêm sữa đậu nành trân châu. Mình đang ở ngay Central World. Trời ơi, không khí nó thật sự rất là ngột ngạt và nóng nực luôn á mọi người. Mà ở dưới đường nè, kẹt xe dữ dằn luôn á. Mình sẽ có tầm khoảng cỡ 4 tiếng ở đây. Trời ơi, cuối cùng tôi đã tìm được chiếc orange sandal màu gold size 34. Chị đã tìm đôi này là phải chắc là 2 năm nay rồi mọi người. Tôi lại đồng hành cùng nhau. Đúng có duyên, đúng có duyên, dễ sợ luôn. Cả đi cả về luôn. Xong mua hai cái bên đi đôi nữa. Rất là ăn ý trong chuyện mua sao. Là tốt hay là không tốt ta? Là tốt.